Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tải app và đăng ký để khai thác cái đồng Poundex nhé. Thì đây có thể nói là nó như là một cái kèo Relax thứ hai. Thì với cái dự án này thì đây là cái trang web chính thức của nó. Ở đây thì mọi người có thể là đọc qua và tìm hiểu thêm về cái trang web chính thức của nó này. Mọi người cũng có thể dịch ra tiếng Việt để tìm hiểu về những cái thông tin của nó. Đó, ở đây thì nó sẽ có rất nhiều những cái phần mà mọi người có thể tìm hiểu được nhé. Thì ở cái dự án này thì nó đã được Binance tweet lại và đang theo dõi cái dự án này nhé. Và tương lai thì khả năng nó sẽ list ở trên sàn Binance là rất là cao. Thì hiện nay cái app này thì nó đã được 1,6 lượt người đang dùng rồi. Một cái dự án cực kỳ hot và có thể được coi là Relax thứ hai. Đó thì với cái việc khai thác miễn phí như này thì mọi người đừng nên bỏ qua những cái dự án tiềm năng như này nhé. Toàn bộ những thông tin ở trong đây là thật sự là rất là đầy đủ, nó không như những cái số kèo khác, những cái dự án khác nó không chi tiết lắm. Hiện nay thì cái app của Poundex này thì nó đã có ở trên iOS và App Store. Thì cái đường link đăng ký của hai cái hệ điều hành này mình có để dưới phần mô tả nhé. Đó. Thì đây là trang web của nó này, mọi người sẽ tìm hiểu thêm nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn của mọi người về cái cách để tải app. Đó, thì ở Twitter của nó thì hiện nay cũng có khá nhiều lượt người theo dõi. Và cái Twitter của nó là tích xanh nhé, thể hiện cái độ uy tín của cái dự án này nhé mọi người nhé. Đó thì hiện nay đã có 55.000 lượt người theo dõi rồi, rất là nhiều. Và cũng có cả Binance rồi, rất nhiều những cái sàn uy tín theo dõi của nó ở đây. Mọi người kéo lên có thể thấy này. STG Football Coindex này. Đó. Rất là nhiều người nổi tiếng rồi, có tầm ảnh hưởng. Current Exchange này. Nhiều sàn theo dõi này, và đặc biệt thì ở đây nó có cả Binance nhé. Thì hứa hẹn đây là một dự án cực kỳ này, Solana này, đấy mọi người thấy không? Đây, Binance đang theo dõi cái dự án này nhé. Binance đang theo dõi. Rồi, thì với cái kèo này ấy, thì để tải và đăng ký được thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Mình để cả đường link iOS và đường link Android. Sau đó thì mọi người tải và cài đặt về cho mình. Rồi mọi người sẽ cài đặt này. Rồi sau khi cài đặt app xong thì mọi người sẽ mở app ra và tiến hành là đăng ký tài khoản nhé. Thì giao diện đầu tiên thì mọi người ấn vào skip thì nó sẽ đến bước tiếp theo. Thì ở đây mọi người sẽ điền thông tin này, email này, mật khẩu và nhắc lại mật khẩu, sau đó bấm chọn sign up cho mình. Rồi sau khi mọi người bấm chọn sign up nó sẽ hiện ra một cái bảng captcha. Mọi người làm captcha nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì nó sẽ yêu cầu mọi người nhập cái mã mời. Thì cái mã mời mình có để dưới phần mô tả. Thì mọi người sẽ nhập cái mã mời vào đây nhé, để tăng cái tốc độ khai thác của mọi người lên. Rồi sau khi nhập mã mời xong, mọi người bấm chọn continue nhé. Thì nó sẽ đưa mọi người đến bước tiếp theo ở đây. Ở đây thì nó có nói là đã join thành công và kiểm tra email nhé. Thì bây giờ mọi người sẽ vào mail để xác nhận mail nhé. Rồi mọi người mở mail ra, sau đó bấm vào đây này. Đầu tiên là mọi người sẽ xác minh email này. Mọi người bấm vào đây để xác nhận nha. Rồi nó hiện như này là tức là đã xác minh thành công của email. Rồi bây giờ mọi người quay trở lại app này. Quay trở lại app mọi người sẽ bấm chọn continue cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ đăng nhập lại vào app nhé. Nhập vào ấy thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng thì để mọi người chọn nhé. Ví dụ như là nghề nghiệp rồi... Mọi người có thể chọn tùy ý, mình chót lỡ tay mình bấm ẩn mất đi rồi. Hoặc là mọi người không chọn cũng không sao. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào Start Earning cho mình này để bắt đầu tiến hành khai thác nhé. Rồi sau khi bấm vào Start Earning ở đây thì bắt đầu nó sẽ hiện ra một cái bảng ở đây. Thì mọi người sẽ bấm vào đây chọn này. Rồi ở đây thì mọi người có thể chọn tùy ý, chọn cái gì cũng được nhé. Không sao cả, rồi tiếp tục bấm chọn Next cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn cái công việc là toàn thời gian, bán thời gian hay là chỉ làm việc ở đây thôi. Thì mọi người cứ chọn thế nào cũng được.
chọn nhiết này. Rồi tiếp tục thì ở đây nó yêu cầu, nó hỏi mọi người là mọi người đã tham gia vào cái thị trường crypto này từ năm bao nhiêu, thì mọi người tùy ý chọn nhé. Rồi năm 2020 đi, đó chọn next này, sau đó chọn nhiết cho mình, cứ chọn nhiết thôi. Rồi ở đây thì mọi người có thể chọn những cái đồng coin mọi người yêu thích đó. Rồi ok, như vậy là mọi người đã hoàn thành xong cái bảng điền nhé. Rồi thì ở trong cái app khai thác BNDX này ấy, thì ngoài cái việc giới thiệu bạn bè để tăng thêm cái tốc độ đào, thì còn một cái việc nữa là mọi người sẽ hoàn thành cái hồ sơ của nó để tăng tốc độ đào. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ bấm vào cái hình đầu người này cho mình này. Rồi thì ở đây mọi người để ý nhé, cái thanh trượt của nó này. Cái thanh trượt của nó thì đây là cái tốc độ khởi đầu. Thì mọi người muốn tăng tốc độ này thì mọi người sẽ bấm chọn vào Edit Profile này cho mình. Rồi đầu tiên thì mọi người sẽ up lên một bức ảnh nhé. Mọi người up lên bức ảnh nào cũng được, hoặc là bức ảnh khuôn mặt của mình cũng được nhé. Rồi mọi người bấm vào cái hình bút chì này để chỉnh sửa này. Rồi sau đó thì chọn một bức ảnh tùy ý nhé. Rồi cấp phép này. Ok, nó hiện cái dòng này, như vậy là mọi người đã up xong một bức ảnh nhé. Tiếp theo thì nó yêu cầu mọi người quay một cái video giới thiệu. Thì mọi người sẽ bấm vào đây và quay cái khuôn mặt của mình nhé. Rồi sau đó thì sẽ nó chờ nó up cái video. Tiếp theo thì mọi người sẽ điền những cái thông tin ở đây. Mọi người chờ nó load nhé, sau đó. Rồi như vậy là đã up video thành công này. Ok, tiếp theo thì mọi người sẽ nhập họ tên. First name thì mọi người sẽ nhập tên đệm và tên, last name mọi người nhập họ nhé. Nghề nghiệp. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập vào. Mọi người nên viết chữ in hoa không dấu cho mình. Rồi, nghề nghiệp thì mọi người tùy có thể chọn là sale chẳng hạn. Ok. Rồi, hoặc là mọi người tích vào cái chữ công việc hiện tại này. Đó, ở dưới này thì mọi người sẽ bấm chọn là giới tính. Nam thì bấm male, nữ thì bấm female nhé. Sử dụng GPS thì mọi người cho phép này. Rồi, đất nước thì mọi người chọn Việt Nam cho mình. Kéo xuống này, chọn Việt Nam này. Rồi, chọn Việt Nam. Tiếp theo thì nó hỏi mọi người ở thành phố nào thì mọi người ở đâu thì nhập vào đấy nhé. Rồi, sau đó thì hãy miêu tả về bản thân. Thì mọi người có thể dịch ra tiếng Anh rồi copy dán vào đây nhé. Ví dụ như là thích kinh doanh này. Đầu tư này. Thế thôi, mọi người chỉ cần đơn giản một vài dòng như thế là xong nhé. Rồi sau đó mọi người bấm chọn save cho mình. Rồi như vậy là đã save xong nhé. Thì cái tốc độ nó đã được tăng lên như thế này. Thì ở đây mọi người bấm lại cái hình đầu người này nhé. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái thanh tốc độ nó sẽ được trượt đến đây. Đó. Rồi tiếp theo là đến cái mục Experience này, tức là kinh nghiệm ấy. Mọi người bấm vào hình bút chì này cho mình này. Rồi sau đó bấm vào Add New. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập một cái tiêu đề nào đấy. Ví dụ như là Sales Marketing. Hoặc là Sales Invest. Đó, sale và đầu tư cũng được. Investment. Ok, ở dưới này thì mọi người nhập tên công ty nhé. Thì mọi người cứ nhập bừa tên nào cũng được. Đó, mình nhập luôn là Vingroup cho nó. Máu à. Rồi, sau đó thì chọn ngày làm việc. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì mọi người chọn tùy ý nhé. Đó, chọn lúc nào cũng được.
Rồi ok. Hoặc là mọi đó mọi người bật tích vào ô vuông là cho đến hiện tại đi. Cũng chẳng ai điều tra cái này của mình đâu. Rồi sau đó thì miêu tả một chút ít về công việc. Thì ở đây thì mọi người sẽ viết một vài cái miêu tả về công việc của mình nhé. Như là tìm kiếm thị trường chẳng hạn. Tìm kiếm thị trường. Đầu tư. Đầu tư bất động sản. Đó. Thế thôi, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Mọi người kích chọn sale cho mình. Rồi. Ok, như vậy là đã hoàn thành nhá. Lại tiếp tục bấm lại đây, tốc độ mọi người để ý không? Và hiện tại tốc độ đang là 0,02 BNDX trên giờ. Đó. Rồi mọi người bấm lại hình đầu người cho mình. Ở đây thì nó có một cái phần nó yêu cầu mọi người phải up một cái bảng sơ yếu lý lịch nhé. Ai có thì up, ai không có thì thôi, bỏ qua cái mục này đi. Còn ở dưới này là về cái mục là giáo dục. Thì mọi người kích vào cái hình bút chì này cho mình. Rồi tiếp tục ấn chọn vào Add New. Rồi sau đó thì ở đây thì mọi người sẽ nhập cái ngành mọi người học nhé. Ví dụ là quản trị kinh doanh chẳng hạn. Rồi ok này. Đến ô tiếp theo thì nó yêu cầu nó hỏi mọi người học trường nào thì mọi người cứ điền bừa vào nhé. Ví dụ như là đại học. Đại học kinh tế. Rồi, ok. Sau đó thì mọi người sẽ kích chọn sale vào cho mình. À còn ngày tháng nữa. Ngày tháng thì mọi người chọn nhé. Rồi, và ngày tức là ngày ra trường ấy thì mọi người muốn chọn thế nào chọn nhé. Rồi sau đó thì bấm chọn sale. Ok, như vậy là cái thanh trượt của mọi người đã đầy nhé, tức là tốc độ của mọi người đã tăng lên hoàn toàn, đã tăng lên là tối đa rồi nhá. Thì mọi người bấm chọn lại cái hình giữa này, tức là cái mining ấy. Đó thì tốc độ của mọi người đã tăng lên rồi này, mọi người để ý nhé. Rồi thì ở đây để lấy được cái đường link chia sẻ cũng như cái mã mời chia sẻ để tăng thêm cái tốc độ đào thì mọi người sẽ bấm vào chữ invite your contact này cho mình này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ copy cái mã mời nhé. Và muốn mọi người muốn share cái đường link tại app thì mọi người sẽ bấm vào đây để share này. Đó thì sau đó thì mọi người sẽ copy cái đường link hoặc share lên Zalo cái gì đó để mọi người chia sẻ nhé. Rồi ngoài ra thì hàng ngày thì cứ sau 24 tiếng đồng hồ mọi người sẽ vào đây để kích đào. Đó để kích đào cho nó khai thác nhé. Rồi thì đây là một cái kèo cực kỳ tiềm năng nhé và chắc chắn đến 90% là nó sẽ được list ở trên Binance. Và hiện nay thì Binance cũng đang theo dõi rất là sát sao cái dự án này, cũng như là cái dự án này nó có một cái đội ngũ sale cực kỳ mạnh nhé, cùng với những cái nguồn quỹ đầu tư tương đối là to, nên là mọi người cứ yên tâm làm kèo như này nhé, mặc dù nó là free và chúng ta cũng sẽ phải mất thời gian để khai thác giống như cái kèo Renex ấy. Tương lai thì nó còn nổi bật hơn cả Renex. Nên mọi người đừng bỏ qua những cái kèo miễn phí và ngon ăn như thế này nhé. Ok mọi người, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người cái cách để khai thác cái đồng token BNDX từ cái dự án là Pondex Ozinin. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.